được trồng ở một số vùng nhiệt đới của châu Á và châu Mỹ để làm thực phẩm. Rau ngót không chỉ là thực phẩm yêu thích của nhiều người, mà việc ăn rau ngót còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Cây rau ngót thực sự là một loại thực vật kỳ diệu, với lá và hạt vượt trội hơn bánh mì nướng về cả hương vị và kết cấu. Khi chúng chứa nhiều dinh dưỡng, vi chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất để giúp bạn mạnh mẽ hơn trong ngày. Sự khác biệt giữa cây rau ngót và các loại rau khác rất rõ ràng. Rau ngót có thể bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể nhiều hơn so với các loại rau thông thường mà nhiều người quen dùng tại các cửa hàng tạp hóa địa phương. Cây rau ngót có thể phát triển trong vườn và rừng tự nhiên một cách mạnh mẽ và thuận lợi. Cây rau ngót cũng được xem là loại thực vật nên được bổ sung trong chế độ ăn uống và trong trang trại nuôi trồng thủy sản. Cây cũng có thể phát triển tốt trong chậu nhỏ hoặc những nơi không đủ chất dinh dưỡng. Những lợi ích khi ăn rau ngót. Ăn rau ngót có những tác dụng gì? Rau ngót giúp tăng đáng kể việc sản xuất sữa mẹ để thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh của trẻ. Theo kinh nghiệm dân gian, lá của cây rau ngót tốt nhất được sử dụng để điều trị một số bệnh và giảm cân. Khi lá chứa một lượng đầy đủ các chất dinh dưỡng đa lượng và có hầu hết các vi chất dinh dưỡng. Các vi chất dinh dưỡng là các hợp chất phenolic như carotenoid, vitamin, chống oxy hóa và khoáng chất tương tự như các loại rau thông thường. Ngoài ra, cây rau ngót còn chứa hầu hết các khoáng chất thiết yếu bao gồm dầu natri, kali, canxi, phốt pho, sắt, magie, đồng, kẽm, mangan và coban cần thiết cho hoạt động thể dục. Cây rau ngót là một thành phần của bài thuốc cổ truyền để hạ sốt, điều trị các vấn đề về tiết niệu và tăng sản xuất sữa mẹ. Có đến 17,4% protein trong 100g lá rau ngót là thông tin hữu ích cho các nhà chiến lược ăn kiêng. Cây rau ngót còn được cho là có khả năng chống lại bệnh tiểu đường. Việc bổ sung cây rau ngót cho chế độ dinh dưỡng cũng làm giảm dư lượng chất độc tế bào nhất định trong các cơ quan của cơ thể. Hơn nữa, ăn rau ngót còn giúp tăng cường bảo vệ gan, thận, lá lách. Thử nghiệm trên động vật đã chỉ ra rằng hàm lượng cao chất diệt lục có trong rau ngót có thể chữa các chứng rối loạn đại tràng và trực tràng cũng như căng thẳng và đẩy lùi quá trình oxy hóa nói chung. Ngoài ra, cây rau ngót còn được sử dụng để làm khẩu phần ăn đa dạng cho gà. Nghiên cứu trên thực tế đã chứng minh rất rõ rằng bột lá cây rau ngót có tác dụng thực sự trong việc tăng trọng lượng cơ thể, bảo vệ hệ thống huyết học, hỗ trợ và bảo vệ các phản ứng miễn dịch tế bào và dịch thể ở gà. Mặc dù cây rau ngót được sử dụng như một bài thuốc và thực phẩm, một số nghiên cứu đã báo cáo rằng suy giảm chức năng phổi nghiêm trọng như là một tác dụng phụ của việc tiêu thụ các thực phẩm có màu xanh đậm. Vì thế, người dùng cần lưu ý duy trì một chế độ ăn cân bằng với đa dạng các loại thực phẩm để có một chế độ dinh dưỡng phù hợp nhất. Với hàm lượng giá trị dinh dưỡng cao, ăn rau ngót thực sự rất tốt cho sức khỏe và góp phần hạn chế được nhiều bệnh như táo bón, tưa lưỡi cho trẻ, bồi bổ cơ thể sau sinh hay chảy máu cam. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều rau ngót cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe như gây mất ngủ, cản trở quá trình thu hấp canxi. Nhưng bên cạnh đó, khi ăn rau ngót cũng có những điều cấm kỵ. Nhưng nhiều người vẫn không hề biết, rau ngót không chỉ là một loại rau dùng để ăn mà còn được dùng để làm thuốc chữa bệnh nếu sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, khi ăn rau ngót bạn cần chú ý những điều này để tránh được họa vào thân. Theo cựu đại tá lương y đa khoa Bùi Hồng Minh, nguyên chủ tịch hội đông y Ba Đình, Hà Nội, trong đông y, rau ngót có tính mát lạnh, vị ngọt, khi được nấu chín sẽ bớt đi tính lạnh. Lá rau ngót có tác dụng lợi tiểu, giảm độc, hoạt huyết. Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, lượng chất đạm trong rau ngót có thể so sánh với những loại cây xưa nay nổi tiếng giàu đạm, là loại đạm thực vật quý hiếm, còn có vitamin C trong rau ngót, thậm chí được cho là có hàm lượng cao hơn cả cam hay ổi. Đối tượng không nên ăn rau ngót tùy tiện. Thứ nhất là bà bầu. Theo lương y Bùi Hồng Minh, rau ngót giàu dưỡng chất, rất tốt cho sức khỏe phụ nữ, nhưng phụ nữ có thai cần thận trọng. Tốt nhất là không nên ăn những món ăn rau ngót vì có thể bị sảy thai. Trong đó những thai phụ có tiền sử sảy thai liên tiếp, mẹ đẻ non, thụ tinh trong ống nghiệm không nên ăn rau ngót. Đặc biệt tuyệt đối không được uống nước rau ngót sống. Rau ngót có chứa paraverin là một chất được tìm thấy trong cây thuốc phiện. Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy paraverin có tác dụng giãn cơ, trơn mạch máu để giảm đau, hạ huyết áp. Nếu sử dụng một lượng rau ngót tươi ngon 300mg có thể gây co thắt tử cung, dễ dẫn đến sảy thai. Giới chuyên gia khuyến cáo tuyệt đối không được để phụ nữ mang thai uống sinh tố rau ngót là vì thế. Thứ hai là người cao tuổi,
người hay bị mất ngủ, ăn kém. Dầu ngót được nghiên cứu có tác dụng phụ như gây khó ngủ, ăn uống kém đi và khó thở. Theo nghiên cứu, quá trình đun sôi cũng có thể làm giảm những tác động của dầu ngót. Người khó ngủ nên tránh ăn dầu ngót bởi loại rau này có chứa chất gây mất ngủ. Nếu muốn ăn, phải ăn loại rau được nấu chín hoàn toàn, không được ăn sống, uống nước ép. Thứ ba là người thiếu canxi, cỏi xương. Dầu ngót gây cản trở quá trình hấp thụ canxi và phốt pho. Nguyên nhân là trong loại rau này có chứa glucocorticoid, có thể gây cản trở quá trình hấp thụ canxi và phốt pho. Do đó, những đối tượng bị còi xương, thiếu canxi không nên ăn dầu ngót nhiều. Tốt nhất, mỗi tuần chỉ ăn một lần để bổ sung dưỡng chất cho cơ thể, tránh tác dụng phụ đáng tiếc. Thứ tư, cần cẩn trọng tránh ăn phải rau ngót phun thuốc kích thích. Theo thạc sĩ, bác sĩ Doãn Thị Tường Vi, Viện Phó Viện Dinh dưỡng Lâm Sàng, để tránh mua phải rau ngót phun thuốc kích thích trừ sâu, bạn cần mua rau ở những nơi có địa chỉ uy tín và nguồn gốc xuất xứ đáng tin cậy. Chú ý nhất là không chọn mua rau ngót. Dầu ngót an toàn có màu xanh lá mạ, lá mỏng nhưng cứng, lá rau không đều nhau, có thể là bị sâu đục khi nấu canh có màu xanh nhạt và trong, không có màu sắc bất thường khi chế biến, rau có mùi vị đặc trưng riêng, không bị quá nồng, xen lẫn mùi hắc. Ngay cả khi mua được rau ngót với những tiêu chí tương đối an toàn, khi chế biến bạn cũng không được chủ quan, sau khi tuốt lá xong nên loại bỏ lá rau héo, rửa sạch bằng nước sạch nhiều lần và nên rửa dưới vỏ nước chảy. Có thể ngâm rau vào nước muối loãng khoảng 15 đến 20 phút để loại bỏ chất độc hại rồi mới chế biến. Lá rau ngót ngoài công dụng nấu canh còn là một vị thuốc dân gian thường dùng làm chữa sót rau và chữa tơi lưỡi. Cách dùng như sau: chữa sót nhau, thái độ 40g lá rau rửa sạch, giã nát, thêm ít nước đã đun sôi để nguội vào, vắt lấy chừng 100ml nước, chia làm 2 lần uống, mỗi lần cách nhau 10 phút, sau chừng 15 đến 20 phút sẽ ra. Chữa chậm kinh, giã nhỏ vắt lấy nước uống, bã đắp vào gan mặt chân. Chữa tơi lưỡi, giã nát rau ngót tươi độ 5-15g, vắt lấy nước uống, thấm vào bông đánh lên lưỡi, lợi và vòm miệng trẻ em, chỉ 2 ngày sau là bú được. Chữa hóc, giã cây tươi, vắt lấy nước ngậm, trẻ sơ sinh tươi lưỡi, lưỡi trắng rộp, bỏ bú, nước ép rau ngót tươi bôi lên lưỡi tổn thương, có thể hòa mật ong, bổ dưỡng sau đẻ. Rau ngót nấu canh với thịt lợn nạc hoặc giò sống. Có nơi hay nấu canh rau ngót với trứng tôm, trứng cáy, cá rô, cá quả. Nhưng với thịt lợn nạc thì yên tâm hơn đối với sức khỏe của sản phụ đang cho con bú. Chữa cốt thống, nhức xương trong không phải xương đau khớp. Nấu rau ngót với xương lợn, không dùng xương sườn lợn. Theo ý người xưa, có lẽ phải có ống tủy. Trẻ bị âm hư, da mồ hôi trộm, người luôn nóng. Rau ngót 30g, rau bầu đất 30g. Nấu với bầu dục lợn, bàn chân sưng nhức, rau ngót giã với nước muối đắt, cẳng chân bị lở dài dẳng. Rau ngót 2 phần, vôi đá 1 phần, giã nhuyễn, đắp 1 ngày 1 lần. Chảy máu cam, giã rau ngót thêm nước, ít đường để uống, bã gói vào vải đặt lên mũi. Giải độc rượu, rượu có thuốc trừ sâu, rượu ngâm mã tiền, dị ứng cá biển, uống nước rau ngót sống. Lưu ý khi sử dụng rau ngót, trong rau ngót tươi có chứa hàm lượng paraverin cao gây hiện tượng co thắt trơn tử cung, khiến dễ sảy thai. Chính vì vậy, thai phụ đặc biệt là với thai phụ có tiền sử sảy thai liên tiếp, đẻ non, thụ tinh trong ống nghiệm, nên hạn chế ăn rau ngót, đặc biệt là uống nước rau ngót sống liều cao. Ngoài việc hỗ trợ trong quá trình trao đổi chất cho cơ thể, glucocorticoid là kết quả của quá trình trao đổi chất của lá rau ngót, có thể gây cản trở quá trình hấp thụ canxi và phốt pho. Cả canxi và phốt pho có trong chính lá rau ngót, cũng như trong thực phẩm khác được ăn kèm với rau ngót. Và trên đây là những kiến thức khi chúng ta sử dụng rau ngót. Nếu như quý vị thấy thông tin trên hữu ích thì hãy chia sẻ video này cho mọi người cùng biết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.